Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? À, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sao khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm gì cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm để qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Huy không? Anh Huy hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Huy thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng hồi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh. Nhưng mà hơn vậy thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không? Có nên mời Shadow không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà. Còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta. Nằm mơ cũng không, chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này. Vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi Anh Huy à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ. Nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau. Cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, Anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Đẹp.
của bạn đây. Ờ? Ờ? Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất. Chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương. Nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, Baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ? Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang! Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh thôi. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Cha Cha Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, Anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là Anh Huy hả? Nhưng Anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô? Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em mà. Sao lại như vậy? Hê, chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Hả? Chúng ta sao? Chào bạn ơi. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì cha đưa gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy để làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình à? Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích. Tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thế sao hả? Bạn có quá trời đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa. Cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho cha đâu. Mình ghét chị cho ơi, mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương.
mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó anh Hui sinh ra đời, hãy đáng mang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt. Nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đô, mình ghét bạn nhất trên đời này. Sẽ cùng gặp gỡ một thần tượng, đó là chàng đông cha đẹp trai đến từ nhóm nhạc Super Junior. Wow. Xin chào đông cha, mẫu người con gái bạn thích sẽ như thế nào? Để nghĩ xem. Mỗi một người hâm mộ của tôi đều là sự lựa chọn của tôi, nhưng mà. Nè, các cô gái đã làm xong bài tập về nhà chưa hả? Mẹ ơi, đông cha đẹp trai đang nói chuyện hả? Cái gì? Đông cha đẹp trai hả? Các con thiệt là. Hồi lúc trước em cũng vậy thôi mà, em cũng đã từng trải qua rồi. Em còn nhớ khoảng thời gian khi có mấy chương trình của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng hay không vậy? Em cũng khóc lóc rồi la hét mà, đúng không? Vậy? Nhưng dù sao Elvis của em đẹp trai nên xứng đáng được yêu mến mà. Nhưng mà tại sao Elvis của em lại chết trẻ như vậy chứ? Dạ, phần biểu diễn tiếp theo là của nhóm nhạc nữ After Round Wonder Lady Shockey của chúng ta. Đã nghe thấy rồi chứ? Vì một vài lý do nên tôi đã bị cuốn hút bởi những cô gái đeo kính. Cái gì? Mắt kính hả? Dạ. Anh đông cha của tụi con rất thích những cô gái đeo mắt kính đó mẹ. Cái gì? Anh đông cha của các con sao? Dạ. Mẹ không thể nào tin được, chỉ vì một ca sĩ nói như vậy mà các con lại muốn đeo kính hết hay sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Mau đứng lại đó. Còn chạy nữa sao? Chị ơi, chị không sao chứ? Không phải vì em sợ mẹ đánh đòn đâu, nhưng em nghĩ là chúng ta không thể nào đeo kính được. Chúng ta nên bỏ cuộc đi. Không đời nào đâu. Chị xin thề trên những vết sưng này của chị nhất định là sẽ có được mắt kính. Hả? Jadu à, bạn muốn đeo mắt kính thiệt sao? Đúng vậy. Ê, nhưng tại sao vậy Jadu? Vì hiện giờ mắt của bạn vẫn rất tốt mà. Mình biết chứ, nhưng đó là lý do khiến mình phiền muộn. Jadu à, đừng phiền muộn về chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại bạn đang có thị lực rất tốt, cho nên không hiểu rằng đeo kính bất tiện như thế nào đâu. Cho mình thí dụ đi. Thật sự là có rất nhiều điều bất tiện. Điều đầu tiên là khi bạn ăn cái gì đó nóng như mì chẳng hạn, hay khi vào mùa đông, hoặc là bạn đến phòng tắm hơi, vì nhiệt độ thay đổi rất lớn nên kính của bạn sẽ bị bám xương. Rồi khi đi bơi, bạn cần phải có một loại kính bơi đặc biệt để có thể nhìn thấy. Và chẳng may khi bạn vô tình làm bể kính khi đang chơi đùa,
thì ba mẹ bạn sẽ nổi điên lên vì phải mua cho bạn cặp kính mới. À, nhưng điều tồi tệ nhất chính là... Điều tồi tệ nhất? Khi bạn tháo kính ra. Hả? Đây là ai vậy? Gia đình và bạn bè sẽ không ai có thể nhận ra được bạn là ai. Mình nhớ có một lần gia đình mình đi vào một cái khách sạn rất nóng vào mùa xuân. Không thấy gì hết. Mọi người trong gia đình của mình tháo kính ra và... Thoải mái quá. Nhưng mà Sunmi nhà mình đã đi đâu mất tiêu rồi. Sunmi à? Dạ mẹ. Con ở đâu vậy? Sunmi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Đó, vậy bây giờ các bạn có còn muốn đeo kính không? Nhưng mà dù sao không phải cũng còn có những mặt tích cực nữa sao? Nhìn bạn rất thông minh khi đeo kính, có đúng không? Đúng vậy, những người thông minh mà mình được biết, tất cả ai cũng đeo kính hết. Thí dụ như ai? Là chú bán gà dịch. Danny à, bạn hãy thử nghĩ kỹ đi, không còn gì nữa hay sao? Để mình nghĩ, tụi mình cần phải bảo vệ đôi mắt khỏi bụi khi trời có gió. Thật vậy hả? Nếu mà như vậy thì đúng là tuyệt vời. Hay lắm, mình nhất định sẽ đeo kính. Đầu tiên, xem tivi thật nhiều và thật gần, tưởng là điều gì khó chứ. Điều này thật là quá dễ dàng. Sao? Tác dụng phụ, nếu như làm điều này bạn có thể trở nên ngu ngốc. Và bạn còn có thể nhận được một vết sưng ở trên đầu. Nhận một vết sưng ở trên đầu là sao? Như vậy, mắt của mình sẽ tệ hơn. Và mình sẽ trở nên ngu ngốc. Tại sao cô lại làm như vậy? Đúng là có vết sưng ở trên đầu thiệt nè. Vì vậy, phải xem cách kế tiếp thôi. Cách thứ hai, đó là phải đọc sách và đọc thật là nhiều. Nếu như đọc những cuốn sách mà bạn ghét thì sẽ rất là có hiệu quả. Thì ra là vậy hả? Đọc sách cả ngày và đêm, bất cứ khi nào bạn có thời gian. Nếu cứ như vậy sau 10 ngày thì mình sẽ được đeo kính. Cuối cùng cũng được 10 ngày rồi. Cái gì vậy? Mắt của mình vẫn không bị làm sao hết. Mình đã làm đúng theo chỉ dẫn mà. Như vậy là mình đã bị lừa rồi sao? Hả? Con về nhà rồi sao? Dạ thưa mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi chơi rất là nhiều đó. Hả? Thôi được rồi, con làm sao cũng được. Đi nè mẹ ơi. Đây là cái gì vậy? Là bài kiểm tra hôm nay của con cần mẹ ký tên vô. Ôi trời. Chưa đùa. Ôi trời ơi, mẹ không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra. Con nói đi, con thích cái gì? Bất cứ thứ gì mẹ cũng sẽ mua cho con. Ôi con ngán cưng của mẹ. Shadow à, nếu như tầm nhìn của con còn tốt thì không nên đeo kính đâu, có hiểu không? Mẹ ơi, chuyện đó con hiểu mà. Và rồi cuối cùng, với một điều nói dối nhỏ và kỹ năng hành động, đương nhiên là bạn sẽ có thể được quyền đeo kính. 5 B Kinh dạy chữ B. Mẹ của con bị làm sao vậy? Mắt của con rất là tệ rồi, vì vậy bắt buộc phải đeo kính. Con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã bị viễn thị rất là nặng rồi. Vậy? Ôi trời, sao có thể như vậy được? Hả? Trời ơi, trời Shadow, bạn đã được đeo kính rồi hả? Bạn đã hoàn toàn giống một người khác. Nhìn bạn thật thông minh và rất là trí thức luôn. Nhưng
dù thế nào thì bạn cũng rất tuyệt. Nhưng mà mình nghe nói là thời gian đầu khi đeo kính sẽ rất khó khăn. Shadow à, bạn thật sự vẫn ổn chứ? Không ổn một chút nào. Mình cảm thấy giống như bị say sóng vậy đó. Có lẽ là mình không nên giải giờ mắt mình bị tệ khi làm bài kiểm tra thị lực của mắt. Shadow à. Nè, cho Shadow làm gì vậy hả? Đến lượt của bạn rồi kìa. Ủa? À, thì mình... Bạn nghĩ làm có được không? Shadow à. Trời ơi, mình thấy chóng mặt quá đi. Chạy như vậy thật là khó quá. Nhưng mà không sao, nó sẽ giúp cho mình có một bước tiến gần hơn tới việc trở thành hình mẫu của Đông Cha đẹp trai. Tới nước này mà con còn ăn được hả? Cả gan ghê, dám nói dối với tất cả mọi người như vậy hay sao? Con xin lỗi mẹ mà. Hãy bỏ qua cho Shadow đi mà. Em làm kiểu tóc như vậy cũng chỉ là vì hâm mộ Elvis mà thôi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Anh đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Em biết là anh thích em để tóc thẳng biết chừng nào, nhưng em lại làm như vậy. Đây là kiểu tóc rẻ tiền nhất và lâu bền nhất đó, anh có hiểu không? À, anh Đông Cha đẹp trai đang lên TV kìa. Tôi nghe nói là anh đã thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng rồi phải không? À đúng vậy, hình mẫu lý tưởng mà tôi thích là một cô gái thật sự thông minh và khôn ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy tập trung ăn cơm đi. Ờ gì vậy? Lại nữa sao? Nè các con à, ba đã về rồi đây. Hả? Mấy cái đứa này thiệt tình. Ba có mua chuối cho các con nữa nè. Chuối là số 1 của tiệm trái cây. Bức hình này sao mờ dữ vậy? Không thể biết đây là ai được. Nhìn ngon quá đi. Đúng rồi, đó là kiểu tóc của cô bé trong hình. Chà, anh ta đã gửi một đứa trẻ đến đây mục đích là nhằm muốn tránh mặt cảnh sát. Ông chủ của mình thật tài giỏi. Nè, là nó đây. À, dạ, bộ chú. Cho con miễn phí tiền hả chú? Hãy trở về an toàn nha. Tôi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi. Có chuyện gì xảy ra với chú ấy vậy ta? Nhưng dù sao thì ngày hôm nay mình thật là may mắn. Tuyệt vời. Ôi trời, hoan nghênh đến với tiệm của tôi. Có chuyện gì với gói hàng vậy? Tôi đã vào nói cho cô bé rồi ạ. À, tôi không nghĩ là ông chủ sẽ gửi một đứa bé đến đây. Ông chủ thật đúng là thông minh. Cái gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hề gửi đến một đứa bé nào hết trơn hết trọi à. Cái gì? Rốt cuộc anh đã đưa gói hàng đó cho ai rồi hả? Tôi xin lỗi ông chủ, bức hình đó quá mờ. Chính là đứa bé mới vừa đi đó. Hãy mau đi tìm nó ngay. Dạ. Chứ bự như vậy á, không thể nào tin được. Nè Shadow dễ thương à, cho mình một phần có được không? Sao bạn lại đánh mình? Bởi vì đây là một quả chuối rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ ăn hết nó một mình mà thôi.
Đây cũng giống như là tìm một cây kim trong đống cỏ khô vậy. Làm sao có thể tìm được một đứa bé khi chúng ta không biết gì hết? Cậu đói bụng hả? Có cần đi tìm món gì để ăn hay không? Dạ, có thật là được vậy không? Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống sao? Nếu như hôm nay mà không tìm được đứa bé thì cậu sẽ biết tay của ta. Con khỉ à? Con đói bụng hả? Con nghe thấy chưa? Con đứng chờ làm gì nữa? Hãy mau đi tìm nhà hàng nhanh lên đi. Dạ thưa ông chủ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm không thấy quả chuối đó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai tìm thấy những viên kim cương ở bên trong? Hãy cầm cái miệng của người lại đi. Nếu có ai nghe được thì sao đây? Dạ thưa ông chủ, hãy nhìn kìa, chính là trái chuối khổng lồ đó. Ta cũng nhìn thấy rồi. Cảm ơn chủ quán, không cần thối lại. Tình hình hiện giờ thiệt là nguy hiểm. Và sức mạnh của anh hùng đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nó thật là tuyệt vời. Anh ấy đã đánh bọn chúng giống như vậy nè. Shadow à, có lẽ chúng ta nên để nó lại giống như cũ đi. Để làm gì chứ, dù gì nó cũng bị bỏ đi rồi. Thôi được rồi, mau đi thôi. Trời đất ơi, sao một đứa bé gái lại mạnh như vậy chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi không nghĩ là chuyện này sẽ dễ dàng với chúng ta đâu ông chủ ơi. Hẹn mai gặp lại. Chào Đôn ngoan nha, đã lâu rồi không gặp. Đây, chị để dành miếng xúc xích này cho em nè. Thôi được rồi, bây giờ chị phải về nhà rồi. Chào tạm biệt em nha. Nè, tụi bay nghĩ con đường này ổn không vậy? Ta cảm thấy ngõ hẻm này đầy sự nguy hiểm. Tuy có vẻ là vậy, nhưng nếu bây giờ đi đường vòng, chúng ta có thể sẽ mất dấu con bé đó. Đúng lắm, vì vậy chúng ta không còn sự lựa chọn. Được lắm, hãy đối phó với con chó đó đi. Con bé đó không gặp chút rắc rối nào với con chó hết, vì vậy chúng ta cũng sẽ không sao đâu. Hãy im lặng và bước đi. Ta không bao giờ sợ bất kỳ con thú hoang dã nào hết. Tất cả hãy theo ta. Đó nè, đủ rồi đó. Mấy chú là ai vậy? Và từ nãy tới giờ sao cứ theo dõi con, vì mục đích gì chứ? Không phải, chắc con đã hiểu lầm rồi. Bọn chú chỉ đi ngang qua và nghĩ quả chuối trên tay con rất là đặc biệt. Thật sự ra bọn chú chưa từng nhìn thấy quả chuối nào lớn như vậy à. Đúng là như vậy, đây thật sự là một quả chuối rất đặc biệt. Con không nỡ ăn và sẽ gìn giữ nó mãi như vậy. Nhưng có điều, nếu như con không ăn nó sẽ bị hư đó nghe. Vì vậy nếu trước khi nó hư, con hãy bán lại cho chú đi. Chú sẽ cho con thiệt là nhiều tiền. Đây nè. Nhưng mà tại sao chú lại muốn mua quả chuối này chứ? Chuối có bán ở khắp mọi nơi kia mà. Đó là bởi vì quả chuối này có màu vàng rất đặc biệt và nhìn nó rất là ngon. Chú không thể ăn bất cứ thứ gì nếu nó không ngon. Thiệt đó. Thì ra là chú cũng rất thích ăn chuối giống hệt như con vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Chú không thể nào sống được nếu như không có chuối. Dạ con đã hiểu rồi. Nếu như vậy thì... Ý con muốn nói là sẽ đưa quả chuối cho tụi chú xong. Dạ đúng, nhưng mà con cần đổi lại một số thứ. Được, là những thứ gì vậy? Đó
đó chính là một số thứ mà con cần làm ngay hôm nay. Ê, tại sao mình phải trả hết những thứ đó chứ? Búa, bao, kéo. Búa, vui quá đi, chơi vui quá đi. Con lại thắng mấy chú nữa rồi. Ngày hôm nay thật sự vui lắm. Bây giờ con phải về nhà ăn tối đây. Chào tạm biệt mấy chú nha. Ờ đó. Con nó sẽ đưa quả chuối nếu hôm nay bọn chú chơi với con mà. À ha, đúng rồi, con đã nói như vậy. Nhưng mà quả chuối này thật sự rất là lớn, nên con nghĩ không chỉ một ngày là đủ đâu. Chính vì vậy, nếu các chú chơi với con thêm ngày mai nữa thì con sẽ suy nghĩ lại. Nè con bé kia, nghe đây, con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Nãy giờ ta đã đối xử rất tốt với con rồi. Ha, à, người ngoài hành tinh kìa. Họ thiệt là ngốc ghê. Đuổi theo và bắt con bé lại. Làm cách nào mà một đứa bé lại chạy nhanh như vậy chứ? Nó đã chạy trốn ở đâu? Tức thiệt, nó lợi hại hơn là ta tưởng. Giờ ngươi sẽ biết tay ta. Nè con khỉ, hãy mau xông lên đi. Đến đó và lấy quả chuối về đây cho ta. Chết rồi, họ muốn cố bắt mình cho bằng được. Hãy đứng lại đi. Nếu như mấy chú cứ tiến tới, con nhất định sẽ ăn nó. Không được, đừng có ăn nó mà. Hãy đứng yên đó, không ai được phép cử động. Con khỉ, hãy hành động mau lên. Trời ơi, kim cương của chúng ta đã nằm ở trong bụng của con bé đó rồi. Kim cương sao? Hãy câm miệng lại đi, sao ngươi dám tiết lộ như vậy? Vậy thì ra là có kim cương được giấu ở trong quả chuối này sao? Giờ mình đã ăn nó và nuốt nó vào trong bụng rồi. Đúng là như vậy. Bên trong quả chuối đó có giấu một viên kim cương lớn nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ nó nằm trong bụng của ngươi rồi, cho nên ta bắt buộc phải bắt ngươi đi theo luôn. Nếu chú tiến lại gần thì con sẽ la lên đó. Các người đã bị bao vây, bao giờ hai tay lên. Ôi trời ơi, cha đua à, cháu không sao chứ? Cháu có bị thương gì hay không? Mình đúng là đúng đắn khi gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bọn chúng rất là lũ xấu xa. Dạ, con vẫn ổn không sao hết, cô đừng lo lắng gì ạ. À. À, thiệt là hay lắm. Và bây giờ thì mình sẽ... Cha đu à. Ôi trời ơi, tôi bắt cả nhà phải chờ con bao lâu nữa đây? Chị ơi chị, bụng của em đau không chịu nổi. Chị xin mọi người hãy ráng chờ con một chút đi. Con đang cố gắng để cho ra một quả trứng vàng. Con bé cha đu nó đang nói cái gì vậy? À, thật là tốt quá đi, sắp được rồi. Được rồi, chơi cha đu, con ra đây mau lên đi. Mẹ ơi, ráng đợi con một chút đi, con sắp xong rồi. Tại sao mọi người lại cứ hối thúc trong khi mình làm việc này vì cả nhà chứ? Rồi, viên kim cương của mình. Ôi trời ơi. À, đẹp quá. Mình ghét sổ. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ?
Sao hả? Có tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy. Không vĩ đại thế vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số rửa này vậy ạ? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen chúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông mẹ tin ơi, không vui cho mọi người. Đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy, nhưng vì kinh doanh thua lỗ cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy? Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Người tiếp theo. Con thì không thành vấn đề, tại vì con rất là thích uống sữa. Bi à, em làm cái gì vậy? Con không muốn uống sữa đâu, mẹ cho con cơm đi. Còn nói cái gì? Mỗi lần con uống sữa đều sẽ bị đau bụng, có khi con còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen. Uống riết rồi bụng nó quen, uống sẽ được thôi. Con không thích, con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á, mẹ không thương mình gì hết à. Con xong chưa? Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và ba Bi đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Ê bà, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lận mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ? Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? Xin lỗi con Yasunu, con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Ah!
Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không cô? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chano à, mau qua đây đi. Ai ơi, những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng, nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng ồn đi thầy. Mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa hả? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đâu. Đúng rồi đó, nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại cho cha đu. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miễn Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đây, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được. Mẹ nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Cha đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là cha đu thua rồi nha. Tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó.
Ngôi nhà yêu dấu của mình. Chắc cũng phải 2-3 tuần mới có thể sửa xong được. À, phải mất 2-3 tuần lận sao? Vậy trong thời gian đó chúng ta phải sống ở đâu đây? Chadu à, trời đất, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Chadu à, tối qua nhà của mình bị sét đánh trúng đó. Ủa, nhà bạn bị làm sao vậy? Công nhận nhìn nó hoang tàn ghê. Nhà mình bị gì không liên quan tới bạn nha, mau đi học đi. Chadu à, giờ bạn đi ăn bánh gạo cay với mình hay không? Mình sẽ mua cho bạn. Thôi khỏi đi, mình không đi đâu. Bây giờ mình không muốn ăn cái gì hết á. Hay là tới nhà của mình đi, tụi mình sẽ ăn gì đó ngon ngon rồi làm bài tập. Thôi không cần phiền bạn đâu, mình chỉ thấy hơi mệt thôi à. Ngày mai gặp lại nha. Theo tình hình này thì không ổn chút nào. Tụi mình phải nghĩ cách gì đó mới được. Thì mình cũng đang nghĩ cách nè. Chadu ơi, chị Choi có ở nhà không? Bạn kiếm mình có gì không sao anh hôn? Ồ, chào chị. Ngọn gió nào đưa đẩy chị tới nhà của chúng tôi vậy? Sơn Hôn có kể cho tôi nghe chuyện nhà của chị, chắc là bất tiện lắm có đúng không? Đành chịu thôi, chúng tôi chỉ cần cố gắng cho đến khi nhà sửa xong là được rồi. Nhưng mà chị tới đây có chuyện gì không hả? Dạ không giấu gì chị, nhà chúng tôi còn rất nhiều phòng trống. Mời gia đình chị đến ở chung cho đến khi nào nhà sửa xong. Thật sự rất cảm ơn lời mời của chị, nhưng làm như vậy sẽ mang đến nhiều gánh nặng cho chị lắm. Dạ không sao đâu, cứ xem như bác đang đi thăm nhà họ hàng của mình thôi. Chuyện này đối với chúng tôi không có gì phiền phức đâu. Vậy nên chị và gia đình cứ suy nghĩ thật kỹ đi nha. Dạ. Không lẽ phải ở nhờ nhà họ sao? Nhưng mình sẽ mang thêm gánh nặng cho họ. Chuyện đó là chắc rồi, dù Chadu và Sơn Hun là bạn thân của nhau. Mẹ ơi, hả? Sao Barbie vẫn còn chưa ngủ nữa? Đau bụng quá. Con bụng vậy hả? Sao tự nhiên mấy đứa lại bị đau bụng hết vậy? Con đau quá đi mẹ ơi. Thôi chết rồi, hồi nãy em cho tụi nhỏ uống sữa để trong tủ lạnh, chắc là sữa bị hư rồi. Hả? Tủ lạnh làm gì còn điện? Sao em lại bất cẩn tới vậy chứ? Rồi, như vậy là xong. Đang là mùa hè, chỉ cần phải cẩn thận hơn với thức ăn nha. Dạ. Chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Quá tuyệt vời quá. Xin chị yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho nhà chị đâu. À, không đâu, không phiền phức gì hết. Tôi rất vui khi cả nhà mình đến. Tôi đã chuẩn bị phòng ở tầng trên cho mọi người rồi. Cả nhà cứ để đồ lên đó rồi xuống ăn tối. Trời đất ơi, chị không cần phải làm nhiều món tới như vậy. Đâu có gì đâu mà nhiều. Những gì tôi phải làm chỉ là sắp thêm mấy chỗ ngồi cho mọi người thôi. Mấy đứa ăn tự nhiên đi nha. Dạ. Ôi trời ơi, chị dậy sớm vậy. Chị đang làm gì đó? Ờ kìa, mẹ Sinh Hun đã dậy rồi hả? Dạ, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đó. Đã ở nhà của chị rồi, tôi không thể phiền chị nấu ăn cho chúng tôi được. À, ôi trời ơi, nấu nhiều vậy sao ăn hết? Bình thường tôi cũng nấu nhiều như vậy mà. Chị không cần lo đâu, chắc chắn mọi người sẽ ăn hết. Dạ. Ai trời đất ơi, lần cuối mình coi phim là khi nào vậy ta? Mở thử xem. Không ai có thể xen vào giữa chúng ta. Thật là tuyệt vời, màn hình lớn đến nỗi có cảm giác như diễn viên sắp nhảy ra ngoài luôn vậy. À, chị đang xem TV hả? À, đúng vậy, tôi mới xem coi chút.
À, ra là chị thích phim truyền hình. Thực ra thì cũng không thích lắm đâu. Tôi thích xem phim tài liệu giáo dục nhiều hơn. Vậy thì chị chuyển kênh khác đi nha, tôi không biết dùng cái này. Tóm lại, chúng sống về đêm với thính giác và khứu giác nhạy bén, nhưng thị giác rất yếu. Chúng ăn rắn, ếch, chim, côn trùng, chuột và thậm chí là thỏ. Lúc nguy hiểm chúng cực kỳ. TV càng lớn, nhìn càng đáng sợ hơn. Nhưng mà như vậy thì mới càng thích đó con à. Shh, nhỏ tiếng chút thôi, mọi người sẽ làm phiền tới mẹ Sơn Hun đó. Chắc là mình nghe lầm rồi. Đám nhóc các con đã làm cái gì vậy hả? Có biết là nó mắc lắm hay không? Mấy cái đứa phá mắt này. Bi à, khi nào con thấy mẹ của Sơn Hun xuất hiện thì báo liền cho mẹ nghe. Có nhớ hay không hả? Dạ. Mau lên, mau lên đi chị. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Nhưng mà keo khô hết rồi, bóp không ra nữa nè. Thiệt là, đưa đây cho mẹ. Mẹ sẽ dùng lực nặng nó ra cho con. Ngón tay của tôi mẹ nè. Shadow ơi, Mimi ơi. Ủa anh bị điên rồi hả? Giờ là lúc nào rồi mà cũng uống say tới như vậy? Ê, thật ra anh cũng đâu có muốn uống đâu. Nhưng mà cả phòng cứ mờ nhiệt tình quá. Mà các con của anh ngủ hết rồi hả? Shadow ơi. Im ngay chị. Cảm ơn chị đã làm bữa sáng cho mọi người. Không biết chị có thoải mái khi ở đây không? Rất là thoải mái. Cảm ơn chị đã cho chúng tôi cảm giác như là đang ở nhà. Bây giờ tôi với Sơn Hun có việc phải ra ngoài rồi. Chúng tôi sẽ về trễ lắm nên không cần chờ. Cả nhà cứ việc tự nhiên dùng bữa tối đi nha. Chị cứ đi vui vẻ, không cần lo cho chúng tôi đâu. Wow, giờ chúng ta có thể xem hoạt hình được rồi. Mấy đứa mau về phòng làm bài tập cho mẹ. Chị ơi, em định tắm cho gấu teddy của em. Chị có thể giúp em không? Thì chị đang bận rồi. Em biết rồi. Tụi mình cùng tắm nha gấu ơi. Bây giờ mình có thể xem mấy tập phim được rồi. Bà xã ơi, anh về rồi nè. Ôi, anh bị cái gì vậy? Tại sao lại đi uống rượu nữa hả? Chào chị dâu. Anh dẫn họ về nhà để cùng uống thêm mấy chai nữa đó em à. Cái gì vậy trời? Đó là rượu có đúng không? Để coi nào. Chà. Ê, nhìn có vẻ ngon à. Trời ơi ông xã ơi, anh có biết chai này bao nhiêu tiền không vậy? Bỏ ra. Ngày mai mua chai mới thay vô là được rồi mà. Không được, anh mau bỏ ra. Chị dâu ơi, Hồng vệ sinh ở đâu vậy chị? Em đã nói là anh nói là không sao rồi mà. Chúng ta sẽ mua lại cho họ chai khác. Trời ơi. Chị dâu ơi, chúng tôi thực sự xin lỗi nha. Sao ồn ào quá vậy? Chắc là ba đi làm về rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ông xã ơi, để mình thử coi nó ngon tới mức nào nha. Đó là không được rồi ba. Ôi trời đất ơi, anh làm cái gì vậy ông xã ơi? Mau dừng lại đi. Ôi trời ơi, anh đừng có gây rối nữa mà. Ông xã ơi. Ủa sao lạ quá vậy? Sao mọi người lại tắt hết đèn rồi? Thành thật xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp thật sạch sẽ, nhưng chúng tôi không thể ở lại nhà chị lâu hơn nữa. Cảm
ơn chị vì tất cả mọi việc. Bà xã, em đã để lại lời nhắn xin lỗi cho họ rồi, có đúng không? Em đã viết thư để lại cho chị ấy rồi. Ngày mai sẽ gọi điện để xin lỗi lần nữa. À, cơm ngon quá mẹ ơi. Ở nhà mình bao giờ cũng là tốt nhất. Thôi chết, con đang tắm cho rô tiếp đi, nên em mới còn ở trong nhà vệ sinh. Ngày mai mẹ sẽ qua đó lấy cho con. Nhưng mẹ ơi, con không nhớ mình đã tắt vòi nước chưa? Con mới nói gì? Trong này có tiếng gì vậy ta? Chắc các em biết hôm nay là ngày đặc biệt của trường ta đúng chứ? Cô muốn giới thiệu một người. Em ấy là cựu học sinh của trường chúng ta, em Ohanen. Cô tiếp viên hàng không Minji. Xin chào các em, chị là Ohanen. Chị đẹp quá à. Trước đây chị đã từng là học sinh của trường chúng ta và bây giờ đang làm việc ở hãng hàng không Nụ Cười. Rất vui khi được gặp các em. Chúng em chào chị ạ. Hôm nay chị đến đây là để chia sẻ với các em những kinh nghiệm và kiến thức của mình về nghề tiếp viên hàng không. Lịch bay của chị rất là dày đặc, thậm chí có những ngày chị phải ăn sáng ở Thụy Điển và ăn tối ở Pháp. Nhưng chị cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Bữa sáng ở Thụy Điển và bữa tối ở Pháp sao? Chị ơi, cho em hỏi, có gì khác đặc biệt nào mà chị nhớ hay không vậy? Đương nhiên là có chứ. Mấy năm trước chị đã được vinh hạnh gặp tổng thống của nước Pháp trên một chuyến bay riêng của ông ấy. Ông ấy không biết nói tiếng Hàn, cho nên chị đã dạy ông ấy cách nói xin chào bằng tiếng Hàn. Chị đã gặp tổng thống nước Pháp. Và một lần khác có một vị khách bị lên cơn đau tim suốt cả chuyến bay luôn. Nhưng may mắn là cuối cùng bọn chị cũng đã cứu sống được anh ấy. Wow, mọi người ngầu thiệt đó. Có đúng không hả Minji? Shadow à, đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của mình. Cuối cùng chị muốn nói là vào mỗi kỳ nghỉ hàng năm của học sinh sinh viên nước ta, hãng hàng không Nụ Cười luôn tổ chức 3 ngày cắm trại đặc biệt, nó dành cho những ai cảm thấy hứng thú trở thành tiếp viên hàng không. Chị hy vọng các em sẽ đến tham gia. Minji à, bạn đi đâu vậy? Mình đi đăng ký tham gia cắm trại đây. Sao mình có cảm giác là lạ vậy ta? Chandua, đi học thôi. Mẹ xin lỗi nha, lại để bạn đợi nữa rồi. À, Minji à, quần áo của bạn sao vậy hả? Mình chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi mà. Bạn thấy sao, nhìn mình có được không? À, tất nhiên là được rồi. Nhìn bạn rất là trưởng thành luôn á Minji. Cảm ơn bạn nha. Bạn cười lớn như vậy để làm gì chứ? Cái này không phải là cười lớn đâu Chadu, đó là mỉm cười. Từ giờ mình sẽ vì ước mơ của mình mà chuẩn bị mọi thứ. Ước mơ? Bây giờ mình đã biết lớn lên mình muốn trở thành ai rồi. Mình sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, một bông hoa xinh đẹp nở trên bầu trời. Chadu ơi, bạn sẽ ủng hộ mình đúng chứ? Tất nhiên mình sẽ ủng hộ bạn rồi. Loại thức uống nào vậy? Bạn nói gì ạ? Chúng tôi có coca, bảy ướp và nước cam. Ngài chọn cái nào? Thôi, làm ơn cho tôi một ly bảy ướp. Tôi hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý bà hoàn thành buổi học một cách thoải mái nhất. Mình nói nè Minji à, hôm nay tụi mình qua nhà của Sơn Hun để coi phim kinh dị đi. Làm sao đây? Hôm nay mình có buổi học đầu tiên ở trường ngoại ngữ Cang Nam rồi. Mình mới đăng ký học tiếng Anh đó. Cang Nam hả? Mình quyết tâm làm tất cả để thực hiện ước mơ của mình, cho nên khoảng cách không là gì cả. Tức là từ bây giờ bạn sẽ bắt đầu bận lắm, có đúng không Minji? Keep your chin up, Chadu. I am still your best friend. Bạn đang nói cái gì vậy? Đừng lo lắng nha, mình vẫn mãi là bạn tốt của bạn, Chadu à. Mình nói nè Chadu, chú của mình mới gửi cái này về. Mình mang theo để chia cho bạn nè. Mày thích nhất sô-cô-la mà có đúng không? Ê, trời ơi, có nhiều sô-cô-la quá đi à. Cảm ơn nha, mình nhất định sẽ ăn thật ngon. Sô-cô-la.
vì giống đơn đơn mất. Cô tiếp viên ơi, cô có thể cho con một cái mền mỏng được không? Cô ơi, cô có thể mở nhỏ đèn ở đây được không? Cô tiếp viên ơi, tim của tôi đau quá đời. Quý khách ơi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cô tiếp viên ơi, tôi đã ổn rồi, không cần làm nữa đâu mà. Hên quá đi. Nhưng để sơ cứu đúng cách, bây giờ tôi sẽ đấm vào tim của quý cô. Không cần đâu, tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà. Hên quá đi ạ, xém chút nữa là xong đời rồi. Cái này không được rơi vào tay bất kỳ ai khác ngoại trừ mình. Kính thưa quý ông và quý bà thân mến, hãng hàng không nụ cười xin được vinh danh Hoa hậu Hàn Quốc nhé. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy vậy? Mình nghĩ bạn ấy bị bệnh rồi. Ngã. Ủa, Chandu đó hả? Chandu ơi, mình đã viết thư cho chị ơi và đã được chị ấy hồi âm rồi. Mình phấn khích quá đi à. Chị ấy nói mình sẽ là một tiếp viên hàng không rất là tuyệt vời đó. Chưa hết đâu, chị ấy còn nói sẽ dẫn mình đi tour khi tham gia cắm trại nữa. Chuyện này hơi bất ngờ, đúng là không thể tin được mà. Dạ, Chandu xin nghe. Chandu ơi, bạn đi chỗ này với mình có được không? Mình cần người phụ đóng gói đồ đạc. Vậy sao? Nhưng mà mấy ngày nữa mới diễn ra cắm trại mà. Mình cần đóng gói trước á mà. Cô giáo nói sẽ gọi cho mình để thông báo về địa điểm cắm trại đó. Nhưng mà mình nôn nóng quá, không thể đợi được. Mình biết rồi, mình sẽ qua nhà với bạn liền. Chandu, bạn đi đâu vậy? Tại sao mình phải nói cho bạn biết mình đi đâu? Hả? Hành lý đó là sao đây? Bạn không đang định đi đâu hả? Mình chuẩn bị đi cắm trại đó. Mình đã đăng ký bên công ty nụ cười và nhận được thông báo của họ. Thật ra thì mình chỉ đăng ký cho vui. Ai ngờ lại duy nhất là người trong lớp được chọn. Bạn nói cái gì? Người duy nhất là sao chứ? Làm gì có chuyện đó hả? Bạn không biết chuyện này hả? Vậy còn Minji thì sao? Minji ơi, mình là Chandu nè, mở cửa cho mình đi. Minji à, mình nghe được mọi chuyện rồi. Bạn đừng có buồn nữa, hãy ra đây nói chuyện với mình đi. Nè Chandu à, Minji nói bây giờ con bé không muốn gặp bất kỳ ai hết á. Nó đã nhốt mình ở trong phòng cả ngày nay rồi. Giờ phải làm sao đây? Con bé thật sự rất thất vọng. Minji à. Minji ơi, là mình nè. Mau mở cửa cho mình đi. Giờ không chịu mở cửa có đúng không? Được rồi, mình sẽ làm theo cách của mình. Xin lỗi nha. Ready. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Minji à, ngừng lại đi. Chandu à, hãy để mình được ở một mình đi. Bây giờ mình không muốn gặp bất kỳ ai hết. Minji à, không được tham gia cắm trại nhưng vẫn có thể trở thành tiếp viên hàng không mà. Mình biết bạn rất trông đợi ngày này nhưng mà... Đâu phải chỉ trông đợi thôi đâu. Mình đã mơ về nó mỗi đêm, ba ngày cũng nghĩ đến. Mình biết mình không đủ tốt chất nhưng mình thật sự rất muốn đi mà. Mình đã rất hào hứng cho tới khi người mà họ chọn là anh thôi chứ không phải là mình. Mình tuyệt vọng quá Chandu. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Minji à, bạn phải mạnh mẽ lên. Được rồi, bây giờ lần lượt từng em một lên xe, không được chen lấn nhau nghe chưa? Dạ. Các em nhớ cẩn thận đó nha. Cô ơi, chờ em với. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Anh Hồi, chuyện gì vậy?
mình đi thẳng vào vấn đề nha. Bạn có thể nhường cái vé đi cắm trại với nụ cười lại cho mình được không? Bạn nghĩ mình bị điên hả? Sao mình phải làm như vậy chứ? Bởi vì có một người thật sự cần tấm vé đó hơn bạn, ên hui à. Hãy nhường lại cho bạn đó đi. Ha, đúng là một tình bạn thật cảm động. Nghe bạn nói mà mình sắp khóc luôn rồi. Nhưng tiếc quá à, mình không có ý định nhường cái vé cho bất cứ ai hết. Mình biết ngay là bạn sẽ nói như vậy mà. Yên tâm đi, mình đã có một thứ để đổi cho bạn. Ủa, món đồ ở đây biến mất đâu rồi ta? Shadow giữ gìn nó còn hơn báu vật nữa kia mà. Bây giờ mình có cảm giác mình như là hoa hậu Hàn Quốc nhí vậy. Mình không cần cái Dương Mỹ ngu ngốc đó. Thật sự không cần. Nó chỉ là cái Dương Mỹ ngu ngốc. Nhưng nếu mình chỉ có thể đi cắm trại thì mình... Chanu ơi. Hả? Minji à, bạn về rồi hả? Cuối cùng bạn cũng về rồi. Vừa về là mình qua đây liền á. Mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm. Có thể nói đây là 3 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, Chanu. Để đền đáp cho bạn, mình đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ của mình. Thiệt là tốt quá. Mình tin tưởng vào bạn. Nhất định bạn sẽ trở thành một nữ tiếp viên hàng không tuyệt vời cho coi. Mình nói nè, Chanu, mình sẽ không trở thành tiếp viên hàng không nữa. Cái gì chứ? Mình đã biết được để làm việc ấy rất là khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy, mình đã quyết định sẽ trở thành một phi công. Lần này mình đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạn sẽ ủng hộ mình đúng không? Tất nhiên rồi. Phần bài tập về nhà tiếp theo của ngày hôm nay, cô yêu cầu tất cả lớp chúng ta phải làm theo nhóm. Minji à, tụi mình sẽ ở chung một nhóm đó. Chắc chắn sẽ vui lắm. Được rồi, bây giờ cô sẽ bỏ tên các em vào trong cái hộp này ha. Cô sẽ chọn nhóm cho các em. Cho Shadow, Kim Minji. Yeah, tụi mình chung nhóm. Shadow à, chúng ta là tiền nhất. Minji giỏi nhất về các bài văn, vì vậy mình không cần phải lo lắng gì hết. Và Kim Sơn Don. Wow, sự kết hợp rất tuyệt vời. Như vậy mình có thể chơi trò chơi điện tử và thưởng thức đồ ăn vặt ở nhà đốt đốt. Và thành viên cuối cùng đó chính là Lee Eun Hui. Hả? Mẹ là thợ mộc. Như vậy là chúng ta ở cùng một nhóm và làm bài tập chung với nhau. Bây giờ tới nhà ai đây? Thời hạn nộp bài cho cô giáo là tuần sau. Vậy thì chúng ta cứ xây dòng nhà của nhau đi ha. Đúng là ý kiến rất hay. Vậy thì bây giờ hãy đến nhà của mình trước đi nha. Bộ tất cả chúng ta đều phải đi sao? Vì có người không có giúp được gì hết á. Ôi trời đất ơi, bạn cũng biết điều đó hả? Người không giúp được chính là bạn đó. Cái gì chứ? Bộ muốn đánh nhau hả? Nhìn nè, mấy cái này đều là đồ chơi mới hết. Còn đây chỉ là robot tay đấm quả tiễn kiểu mới. Đơn đơn à, vậy chúng ta sẽ ngồi ở đâu bây giờ đây? Bàn của bạn nhỏ quá, chắc ngồi không đủ. Bạn cứ yên tâm đi. Mình đã nhìn thấy cái bàn này quảng cáo ở trên TV rồi. Đây chính là bàn học siêu ưu tú kiểu mới nhất. Cũng bình thường thôi, ba mình mới mua cho mình đó. Wow, giống y như robot biến hình vậy. Các bạn hãy chờ một chút nha. Mình sẽ đi lấy ghế đem lại đây. Chắc hơi chật một chút á. Thật là tuyệt quá đi. Robot biến hình, robot biến hình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi học về phải chào mẹ trước chứ. Chào hỏi không phải là vấn đề ngay lúc này đâu. Cái gì? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Con cần một bàn học mới. Ôi trời ơi. Làm mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Bàn học của Don Don giống như robot biến hình vậy đó mẹ. Chị ơi, giống cái này đúng không?
Một kiểu bàn học mới sẽ giúp con của bạn trở nên sáng tạo hơn. Các bé có thể học chung với anh chị em mình và cùng trở thành những học sinh xuất sắc. À, đúng rồi, chính là nó đó. Mẹ mua cho con cái bàn đó đi. Con có biết là nó mắc tiền lắm hay không? Mimi à, bà Bi à, chắc là hai em cũng muốn có một cái bàn giống như vậy có đúng không? Hai em không nghĩ là chúng ta sẽ học tốt hơn nếu như có một cái bàn giống như vậy sao? Trời Shadow à, kéo các em con vào cuộc cũng không có tác dụng gì đâu. Bàn học, 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 bàn học. Trời ơi, mẹ sẽ kiếm một cái bàn học mới được chưa? Có thật không mẹ? Đã thành công rồi, chúng ta làm được rồi. Mẹ nói sẽ mua bàn học mới, nhưng mẹ định làm cái gì vậy? Mẹ không hề nói là mẹ mua cái bàn mới, mà chỉ nói là sẽ kiếm một cái bàn mới. Được rồi, bước thứ nhất, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng. Mẹ lấy cái bàn này ở đâu ra vậy? Con không cần phải biết chi tiết quá làm gì. Bước thứ hai, chỉ lấy phần mặt bàn thôi, và sau đó đặt nó lên trên bàn học. Bây giờ là tới bước thứ ba. Bước này vô cùng quan trọng và có đầy rủi ro. Con phải khoan những lỗ nhỏ để kết chặt hai mặt bàn lại với nhau. Ý chà, như vậy có thể đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tới bước thứ tư, sau đó sẽ hoàn tất. Cắm mạnh cái chày gỗ xuống mặt bàn. Bạn học biến hình đã hoàn thành xong. Đây là thứ gì vậy chú? Đây chỉ là lắp đặt những đồ phế liệu lại với nhau thôi. Vậy chứ, con phủ nhận những khó khăn mà mẹ đã vượt qua sao? Mẹ không thể ngờ được. Không chịu, không chịu, con không muốn cái bàn này đâu. Con ghét mẹ quá đi. Hôm nay các bạn có muốn tới nhà mình làm bài tập không? Mình không muốn tới đâu. Shadow à, đừng có như vậy mà. Chúng ta phải làm bài tập nhóm đó. Chúng ta hãy mau dọn dẹp cho xong để tới nhà Ưng Hươi làm bài tập nhóm đi. Ưng Hươi à, mình nghe nói bạn có rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà lắm phải không? Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng thật đáng yêu của Ưng Hươi. Tuyệt vời quá. Nội thất trang trí kiểu công chúa thật sang trọng. Bàn học cùng kiểu các bạn đã thấy ở nhà Don Don. Còn nữa nha, cái giường êm ái khiến cho các bạn cảm giác như đang nằm trên mây. Và căn phòng này đã được tạo ra dành riêng cho Ưng Hươi mình thôi đó. Giường của Ưng Hươi đẹp gấp mấy lần giường của mình. Thì ra mọi người đều có giường ngủ. Đúng rồi ha. Hình như Shadow không có giường ngủ. Đã không có giường nằm ngủ là còn không có bàn học siêu ưu tú. Gì chứ, bạn không biết thì đừng có nói. Cho bạn biết nha, nhà của mình đã có bàn học rồi. Giờ mình cũng có giường ngủ nữa. Bạn đâu cần phải nói dối đâu. Mình nói đều là sự thật hết. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta hãy đến nhà Shadow làm bài tập nhóm. Vậy thì có thể nhìn thấy rồi. Cũng được thôi, rồi bạn sẽ thấy. Giường ngủ, 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 giường. Hãy mau thôi đi. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ muốn có giường ngủ có đúng không? Bước thứ nhất, như mẹ đã nói, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng, còn nhớ hay không? Chúng ta có thể tìm thấy mấy thứ này ở xung quanh nhà. Mẹ định dùng mấy thứ này để làm giường bằng cách nào đây? Im miệng lại đi, con chỉ được phép đứng ở ngoài quan sát thôi. Bước thứ hai, bắt đầu dựng cái khung giường. Trước tiên mẹ sẽ tách rời những miếng gỗ này ra và tạo thành một cái khung hình chữ nhật. Phải bảo đảm những tấm gỗ này đều cao bằng nhau. Bây giờ đã bằng nhau hết rồi. Sau đó thì dựng lên một cái khung vững chắc như vậy. Đã làm xong rồi. Nhìn không có một cái giường chút nào hết. Con đừng có mà hấp tấp. Bây giờ là bước thứ ba. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm một cái khung sườn. Mục đích là để giữ cho tấm nệm được chắc chắn. Tìm một cái dù cũ, tách rời cái khung dù ra. Và tiếp theo là cố định chúng vào khung giường vừa mới dựng lúc nãy. Tiếp theo sẽ là gì đây? Bước thứ tư, lẽ ra chúng ta cần một tấm nệm, nhưng mà mấy cái mền thì thoải mái hơn nhiều. Và cuối cùng, cái giường đã sẵn sàng rồi. Đây là cái gì vậy mẹ? Nó chỉ là một đống mền chồng lên thôi. Còn giường của Anu giống như là giường của công chúa vậy đó. Ôi trời đất ơi, con lúc nào cũng đòi hỏi hết.
Ây chà, vậy là đã xong rồi. Không những là không bị muỗi cắn mà nhìn nó cũng giống như giường của công chúa nữa. Nhưng mà không phải, không hề giống giường của một công chúa chút nào. Ngày mai bạn của con tới, con phải làm sao đây? Ê, trời ơi, sao con mời bạn tới mà không hỏi ý kiến của mẹ? Trời ơi. Nè, bạn đừng có đẩy nữa, dừng lại đi. Anh mua thiệt là ngoan cố mà. Ê, mình đã nói chúng ta nên tới nhà của Minji rồi. Sao vậy? Hôm qua bạn chính là người muốn mời cả nhóm tới học mà. Bộ không lẽ bạn sợ là bọn mình sẽ phát hiện ra bạn đã nói dối về cái bàn và cái giường ngủ? Gì chứ, mình không có nói dối. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Wow, Shadow à, công nhận giường của bạn đẹp thiệt đó. Y cha, cái bàn này là kiểu mới ra hay sao vậy? Nhìn nó không giống như bàn học siêu ưu tú của mình. Cái bàn này đặc biệt lắm, các bạn muốn cũng không thể tìm được nó đâu. Nhìn bàn và giường chẳng có gì đặc biệt hết trơn. Sao hả? Bạn thấy ganh tị có đúng không? Bây giờ bạn còn dám cho là mình nói dối nữa không? Giờ bạn có chịu làm bài tập không? Mau lấy tập ra. Thôi được rồi, chúng ta ở đây đi. Mình ngửi thấy được mùi gì đó thiệt là thơm. Cái mùi này giống như những món ăn của mẹ mình nấu vậy á. Thơm quá đi à. Thật là tuyệt quá. Mình có cảm giác là có thể ngửi thấy được mùi xúc xích. Mình nghĩ rằng mình có thể học bài được suốt cả ngày nếu như có cái bàn đặc biệt giống như vậy. Bạn nói rất đúng. Kể từ khi mình có cái bàn học này, tự nhiên mình cảm thấy có thể học bài suốt cả ngày luôn cũng được đó. Trời đất ơi, mùi gì khó chịu quá. Mình không thể làm bài tập ở đó được đâu. Mình sẽ làm bài tập ở trên giường. Cái gì vậy? Nó thật sự quá thoải mái. Có thật không? Nó thật sự thoải mái lắm sao? Để mình thử cảm nhận xem. Ây da. Nhưng mà mấy bạn ơi, có thấy là cái giường này cao quá không? Như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm. Vậy bây giờ các bạn mau xuống đi. Được rồi. Hay thiệt đó. Mình chưa từng thấy cái giường nào có thể điều chỉnh được. Các con à, cô có chút đồ ăn vặt, mau ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Nè các bạn có biết không, bàn học và giường của mình là do chính tay mẹ của mình làm ra đó nha. Thật như vậy hả? Mình ghen tị với bạn quá à. Mẹ của bạn thật sự tuyệt vời lắm. Mẹ của mình là số 1. Ôi trời ơi. Bạn có thể ăn và đội nó như một cái nón. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đứng yên ở đó thán phục nữa mà hãy tới đây đăng ký nhanh lên đi nào. Trên đời không có gì là miễn phí hết cơ đúng không? So